Hello, xin chào bạn, nay mình sẽ chơi Marketing Dome 2, let's go. Level 94 rồi bạn ơi. Bạn xem như là sân bay như nào nhỉ? Rồi, tắm rửa cho nó nha. Tắm rửa cho nó. Tông tông tông. Ăn luôn. Ok. Cho nó ăn nha. Trời ơi, xin có vậy. Cho nó ăn ớt luôn nha các bạn. Oh my god. Ok, chúng ta sẽ đi shopping. Ok, chúng ta sẽ sang cái khác. Ok, lesson marketing Angela 1, let's go. Wow, Queen Angela luôn nha. Đây là nữ hoàng Angela. Quá là xịn luôn. Tắm rửa cho nó này các bạn ơi. Rồi, cho nó đi ăn nha. Một bát canh. Ok, chúng ta sẽ đi nhảy nhót. No, no, no. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye.